Hôm nay mời các bạn cùng XTV đến với update. Phản ứng của cộng đồng quốc tế về đại án bán độ. Gam tự nhiên dính đạn. Một đội VSET công khai lương gây sốc. Cộng đồng quốc tế nói gì về án phạt chấn động nhất VSET? Có thể nói, drama dàn xếp tỷ số lớn nhất lịch sử Liên minh Việt đã chính thức khép lại khi mà hàng loạt cái tên đã nhận án phạt từ vài tháng đến vĩnh viễn. Nếu xét toàn thế giới, thì vụ việc của VSET có thể được xem là đợt thi hành án lớn bậc nhất bởi số người liên quan và nhận án phạt dàn trải ở tất cả các đội. Trong số các tuyển thủ dính chàm còn có những cái tên rất được yêu thích, thậm chí từng được hy vọng sẽ là tương lai mới của Liên minh Việt khi có phong độ thi đấu vô cùng tốt. Tất nhiên, với tính chất nghiêm trọng như thế thì cộng đồng quốc tế cũng không thể đứng ngoài cuộc. Phần đông ý kiến cho rằng việc Riot và ban tổ chức VSET tung án phạt giống như giáng một đòn mạnh vào nền Liên minh Việt. Tuy nhiên, đây là hành động cần thiết để có thể giải quyết các tiêu cực đã và đang tồn đọng từ rất lâu. Nếu Riot không xử lý mạnh tay thì có thể số tuyển thủ vi phạm sẽ còn nhiều hơn nữa. Sau đây là một số bình luận tiêu biểu. Lắm cái tên thật, không biết khán giả sẽ bị ảnh hưởng thế nào sau đợt thanh trừng này. Tưởng tượng một khu vực minor chưa từng thắng major bị bay màu một nửa tuyển thủ của cả khu vực và vẫn lòng cỏ Brazil. Đến nước này chắc mấy anh White Cup bỏ cuộc mất. Đó là cả một đội quân Nguyễn đấy. Cảm ơn đóng góp của các bạn. Chúng tôi mong các bạn đã có đủ tiền để sống qua 3 năm nghĩa vụ và có thể là cả phần đời còn lại. Rất tự hào với các bạn. Thực sự đáng buồn cho cả khu vực. Họ thực sự yêu Liên minh. Chúng ta có thể thấy đóng góp của họ về mặt tuyển thủ và lượt xem với LCK và cả các giải quốc tế, nhất là sau chuỗi fan meeting ở đây. Tuy vậy, từ lúc dịch bệnh đến vụ bán độ đã khiến VSET không có khán giả trực tiếp. Tôi không biết liệu fan có tiếp tục đồng hành với VSET sau vụ này không, nhưng mong Riot có thể để tâm đến khu vực này. Họ thực sự xứng đáng. Có thể thấy Riot cũng biết rằng VSET là khu vực có tiềm năng, do đó nếu cứ để tình trạng tiêu cực liên tục đè nặng thì sẽ dần đánh mất lòng tin từ cộng đồng. Cũng như Riot, ban tổ chức hay chính các đội tuyển, tuyển thủ sẽ mất lòng tin với fan của mình. Do đó, việc thanh lọc này mang ý nghĩa vô cùng lớn để cả khu vực phát triển tốt hơn trong tương lai. Sau vụ này, các đội sẽ cần có chính sách mới, nhân sự mới và điều này sẽ khiến khán giả vui mừng khi biết rằng họ sẽ không phải xem các trận đấu trong trạng thái nghi ngờ sự trong sạch của các tuyển thủ nữa. Corki sát lực bị nớp toàn diện, Ezreal được ưu ái trong bản 14.12. Từ khi được làm lại nội tại và thông số kỹ năng, Corki đã lột xác hoàn toàn và chuyển sang một lối chơi mới. Ông không còn chỉ đi mid mà trở nên rất hot trong vai trò xạ thủ đường dưới. Thay vì lối chơi cấu rỉa với chiêu cuối như trước, Corki giờ được xây dựng theo hướng sát lực chí mạng. Đồng thời, lối chơi mắc e để lấy sát thương và giảm giáp, kháng phép cũng giúp Corki gần như trở thành sát thủ với khả năng one shot. Đã có nhiều phàn nàn về sức mạnh Corki đang vượt mức cân bằng, do đó Riot nhanh chóng có điều chỉnh. Theo trưởng nhóm cân bằng Riot Foxzone, Corki thuộc nhóm tướng được chỉnh sửa trong bản 14.12. Theo thông số trên máy chủ thử nghiệm BBE, ông sẽ bị giảm sát thương chiêu E. Đồng thời, AD cơ bản và tốc đánh theo cấp cũng giảm nhẹ. Bù lại, Q được tăng sát thương và tỷ lệ theo AP. Điều này nhắm đưa Corki trở lại lối chơi Max Q đi cùng tam hợp. Trong khi lối chơi sát lực vẫn có thể dùng nhưng không còn bá đạo như hiện tại. Trong khi các xạ thủ chí mạng đang quá mạnh, một số cái tên đặc biệt như Ezreal, Nila lại bị lãng quên. Vì thế, đây cũng là các đối tượng được nhắm đến ở 14.12. Ezreal được tăng AD theo cấp, tỷ lệ AD ở chiêu Q và cả sát thương chiêu cuối. Nila được tăng nhẹ chống chịu với giáp theo cấp và hồi máu theo cấp. Thông số chi tiết sẽ tiếp tục được cập nhật trong những ngày tới. Bản 14.12 dự kiến cập bến ngày 12 tháng 6. Team Flash công khai mức lương gây sốc. Trong mọi ngành nghề, không riêng eSports hay liên minh, việc tuyển dụng đòi hỏi một số luật bất thành văn, đặc biệt không thể không kể đến vấn đề lương bổng. Dù công việc trong mắt nhiều người chỉ là ăn, ngủ, chơi game, nhưng các tuyển thủ cũng phải đánh đổi rất nhiều mới có thành công. Sau đó, dù chưa từng công khai, nhưng theo nhiều tin bên lề, các tuyển thủ eSports hay liên minh sở hữu thu nhập rất đáng mơ ước và chúng tỷ lệ thuận với danh tiếng, tài năng. Hơn nữa, với riêng liên minh, thị trường chuyển nhượng không phải lúc nào cũng có những cái tên chất lượng,
việc cạnh tranh nhân sự gắt gao cùng các lý do khách quan lẫn chủ quan cũng buộc các đội không dễ hé lộ thu nhập của tuyển thủ. Thế nhưng mới đây, Team Flash đã trở thành ngoại lệ hiếm hoi không chỉ ở eSports hay liên minh mà còn trong cả thị trường lao động khi công khai toàn bộ mức lương của các cấp độ tuyển thủ. Theo đó, mức lương ở Flash được chia làm 4 cấp độ, thấp nhất là C với 8 triệu và cao nhất là S với 50 triệu một tháng. Ngoài ra, gia nhập Team Flash còn có thể được hưởng nhiều phúc lợi khác ngoài chuyên môn như nơi ăn chốn ở, tham gia các đấu trường chuyên nghiệp, môi trường tập luyện quy củ và còn được xây dựng hình ảnh, thương hiệu cá nhân. Tuy nhiên, hành động của Team Flash khiến cộng đồng không khỏi bàn tán. Đây là đội tuyển có lẽ là đầu tiên trong lịch sử Liên minh Việt nói riêng và eSports trên mảnh đất hình chữ S nói chung công khai lương tuyển thủ. Ngay cả với các khu vực quốc tế, yếu tố này cũng không hề được đề cập công khai. Ngoài ra có thể thấy, mức lương chia S rất cao. Thường chỉ vị trí leader hay quản lý cấp cao mới có thu nhập 50 triệu. Riêng một số ngành như IT hay thiết kế đồ họa, mức lương này chỉ xuất hiện nếu nhận nhiều dự án cùng lúc hoặc có tay nghề cấp senior. Trong khi mức lương cho các tuyển thủ bậc C thấp nhất cũng đã ngang bằng nhiều nhân viên văn phòng. Bên cạnh đấy, không ít người thấy khó hiểu khi thu nhập của các tuyển thủ không quá thấp nhưng vẫn có tiêu cực. Như mới nhất chính là drama dàn xếp tỷ số chấn động lịch sử, khiến 25 nhân vật bị cấm từ 8 tháng đến vĩnh viễn. Đáng nói, trong số này có rất nhiều cái tên vào dạng tiềm năng và tuyển thủ trẻ. GAM bỗng họa vô đơn chí sau phán quyết của Riot và VSET. Đã có một số ý kiến hoài nghi các danh hiệu vô địch VSET của GAM, bởi lẽ không ai biết được trên hành trình của GAM đã có đội nào thiếu trung thực. Chính vì thế, với một số người, chức vô địch của GAM không hoàn toàn xứng đáng. Cá biệt còn có ý kiến cho rằng GAM vô địch nhờ các đội khác gian lận nên ra quốc tế mới thi đấu kém cỏi. Tuy nhiên, đại đa số đã phản bác thẳng thừng các nhận định một chiều mang hàm ý hạ thấp GAM. Bởi lẽ, GAM đã cho thấy họ hùng mạnh thế nào trong suốt hành trình của mình. Hơn nữa, khi bước ra thế giới, có chăng chỉ MSI 2023 là thực sự đáng quên. Các giai đoạn khác, đại diện VSET đều cho thấy họ hoàn toàn có thể tạo nên dấu ấn. Như hồi GAM đánh bại Team Liquid, quy tụ các hảo thủ rất mạnh. Hay lúc đại diện VSET tiên á quân LPL là Top Esports về nước, chỉ sau vòng bảng chung kết thế giới 2022. Đành rằng, vụ dàn xếp tỷ số sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến lòng tin của khán giả dành cho nền Liên minh Việt, hiện tại và cả tương lai. Nhưng nếu chỉ vì thế mà không công nhận chức vô địch của GAM sẽ là bất công rất lớn với các cá nhân đã thi đấu trung thực suốt thời gian qua. Sau Faker, đến lượt UZ xuất hiện bản nhái kiếm nửa tỷ mỗi tháng. Cách đây 2 tháng, cộng đồng bàn tán khá nhiều về một bản nhái của Faker tại Trung Quốc. Thời điểm ấy, cá nhân đóng giả Faker này đã nhận về rất nhiều sự quan tâm. Trên các nền tảng như Douyin, TikTok Trung Quốc đều nhắc khá nhiều đến anh. Tưởng chừng trend này đã kết thúc, nhưng mới đây, cộng đồng bất ngờ phát hiện một bản nhái của UZ và cũng thu hút khá nhiều quan tâm. Theo cộng đồng xứ Trung, lý do xuất hiện các bản nhái này không xuất phát từ sự hâm mộ. Thay vào đấy, họ liên tục bắt chước người nổi tiếng là vì các khoản donate khổng lồ có thể kiếm được. Theo chia sẻ, một người Trung Quốc khác đóng giả làm cầu thủ bóng rổ nổi tiếng, Kobe Quý Châu, có thu nhập lên tới 280 triệu đồng chỉ sau 10 ngày và trung bình kiếm 500 triệu mỗi tháng. Sau đó, cộng đồng ước tính, bản nhái UZ cũng sẽ có thu nhập tương đương với lượng người xem ngày một tăng. Khi theo dõi các video này, UZ chỉ mỉm cười và không tỏ ra bất bình. Nhưng khá nhiều fan cho rằng bản nhái kia nên bị trừng trị bởi pháp luật. Nhìn chung, đây là cách kiếm tiền cực nhanh và gần như không cần bất cứ chi phí đầu tư đáng kể nào. Bởi ngoại hình là bẩm sinh, các bản nhái này chỉ cần chuẩn bị một số bộ quần áo cũng như kiểu tóc để đóng giả chính chủ. Ví dụ, bản nhái của UZ chỉ cần mua áo đồng phục của vài đội liên minh, sau đấy tạo kiểu tóc cùng một chiếc kính. Theo công ty luật Changxi của Trung Quốc, hiện tại hành vi bắt chước rất khó liệt vào hành vi vi phạm dân sự ở quốc gia này, thế nên các bản nhái mới xuất hiện ngày càng nhiều. Vậy bạn nghĩ sao về những thông tin mới này? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé!